đầu tiên đã được bắt đầu trong buổi giao hữu ngày hôm nay. Đây là màn hình của chim sẻ cầm Grex. Vâng, đánh random, thể loại ưa thích của Việt Nam, Grex đối đầu với Roman. Bất lợi đang thuộc về G chim sẻ đi nắng. Bãi quả đầu nhà chim sẻ có 6 cây, khá đẹp. Grex là một trong những quân yếu nhất trong thể loại đánh AoE. Dù quân nào đối đầu với Grex thì đều có cửa trên cả. Nhưng chúng ta đang chờ đợi và hy vọng vào một bài đánh cực kỳ dị và hay của chim sẻ trước game thủ Biasin của Trung Quốc. Đã thấy một cánh rừng thông và ngay sát bãi quả đầu tiên nhà chim sẻ. Tôi sẽ quay thao tác tay của chim sẻ để cho các bạn được nhìn trong những giây phút đầu tiên của trận đấu. Vâng, đây là những thao tác tay của chim sẻ. Các bạn có thể nhận ra rằng bàn tay của chim sẻ cực kỳ dài. Đây là bàn tay mà tôi đã nhắc hơi nhiều lần là cực kỳ giống với huyền thoại Long Thiếu Gia. Quay trở lại với trận đấu, đây là bãi hiêu đầu tiên nhà chim sẻ đi nắng. Vâng, bãi hiêu thì lại ở cạnh một con vực. Vâng, có cả vàng rồi, cạnh luôn cả cánh rừng thông. Chắc chắn là chim sẻ không phải lùa về nhà với bãi hiêu như thế này rồi. Cực kỳ kín, nông dân đã bị mắc cạn trong cái vực và hai cánh rừng rồi. Và lúc này thì chim sẻ đã bắt đầu đóng chiếc ghét đầu tiên nhà mình ở một vị trí cực kỳ kín. Chiếc ghét vừa ăn gỗ vừa ăn hiêu. Nhà chim sẻ thì vẫn chưa tìm ra được thêm đồ ăn gì. Grex nhưng mà có vẻ hơi nghiền ngã rồi. Và dường như chim sẻ đã bắt đầu tìm thấy bầy hiêu thứ hai nhà mình nhưng mà ở rất xa. Không phải đi vòng vèo qua khá nhiều cánh rừng thì mới có thể tìm thấy được. Ở thể loại solo random này tất cả chúng ta đánh ba thể loại đều đánh 5 chạm 3. Như vậy là đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên thôi. Vâng, chim sẻ vừa ướm một chiếc BS. Đóng luôn. 24 dân, chim sẻ vẫn chưa ngừng xin dân. Đối đầu với chim sẻ là Roman của Biasin. Biasin là một trong những game thủ đánh Roman, à vâng, đánh Ramdon cực hay ở bên Trung Quốc. Ngày hôm qua thì Biasin có ngỏ lời muốn đánh thể loại seng với chim sẻ, đó chính là đánh chay lạc đà. Thực ra là đánh cả chém, đánh tự do, không hề bắt buộc phải đánh cung. Nhưng chim sẻ không hề muốn như vậy. Nếu đánh như vậy thì cửa thắng chim sẻ hoàn toàn có. Có nhiều cao hơn rất nhiều khi là chỉ đánh cung R, nhưng mà chim sẻ lại muốn thi đấu trên sở trường của Biasin. Đó chính là sở trường đánh cung R. Vâng, kích đời rồi, 8 phút 42, hơi muộn màng một chút. Đồ ăn thì không có đồ lùa về, bây giờ đồ ăn chưa hề đủ. Với một bãi hiêu như này chắc chắn là chim sẻ chưa thể đủ đồ lên đời. Thiết kế BB chăng? Vâng, chuẩn bài luôn.
Vâng, quay trở lại với trận đấu, các bạn có thể thấy chim sẻ Y Nắng đã bắt đầu bo nhà rồi. Vâng, như vậy là dường như vẫn đủ đồ. Liệu có đủ hay không? 643. Gia Cát Dự là thiếu đồ rồi. Không có đồ gì ăn rồi. Chim sẻ bắt đầu cắt dân đi đào vàng nhưng mà vẫn chưa đủ. Đây rồi, đây là bãi thực và một bãi hiêu. Phải nói rằng là hơi muộn màng một chút, đáng lẽ chim sẻ phải tìm ra bãi thực này sớm hơn. Bao nhiêu phút kích đời đây? Vâng, 11 phút 56 giây với 25 sân Grex. Đã thấy ngựa giò của game thủ Biasin. Vâng, Biasin đã có ngựa giò rồi nhưng mà chưa được phép chọc. Kéo dân về ngay thôi. Chưa được phép chọc. Vâng, chim sẻ đã bo kín hoàn toàn nhà của mình rồi, chỉ còn bãi quả là ở ngoài thôi. Chắc chắn rằng là Biasin sẽ công ngay ngựa chém vào đấy. Biasin đã lên đời xong, trong khi chim sẻ thì chưa. Vâng, chim sẻ nhận ra rằng là phải én ngay đi thôi. Chắc chắn ngựa chém của Biasin sẽ sang ngay bây giờ. Roman lên đời cực kỳ sớm. Các game thủ Trung Quốc thường ép đời cực phũ, các bạn có thể biết rằng là chiến tướng đánh Parmilan khủng khiếp như thế nào. Cả Biasin vậy, hai anh cầm Pami và đều đánh rất 10, chỉ có 16 dân pan thôi, lên đời ở đầu 9. Cực kỳ khủng khiếp. Vâng, chiến tướng lên đời cực sớm. Đã lên đời 3 xong. Vâng, đã thấy hai chú ngựa chém của game thủ Biasin xuất hiện tại nhà ngựa của chữ G chim sẻ đi nắng. Lúc này chim sẻ nắng đang kéo dân đi ăn hoang rồi. Không biết chiến tướng có biết được ý đồ của chim sẻ không? Bắt đầu xây nhà phù thủy. Vâng, sửa e thôi. Liệu có sửa được không? Ba nông dân. Vâng, vừa rồi là một pha chọc xuyên khe. Bây giờ thì chim sẻ đi nắng vẫn đang chưa dò ra nhà của Biasin ở chỗ nào. Ở nhà của chim sẻ có hai ngựa chém vẫn đang công vào chiếc BE của G chim sẻ đi nắng. Khó khăn cho chim sẻ rồi. Bắt đầu bò tiếp những dãy hàng nghe. Bây giờ nếu Biasin công pháo thì không biết chim sẻ lấy gì để đỡ được đại đây. Vâng, vẫn chưa thấy nhà của Biasin ở đâu. Có vẻ như trên góc 12 giờ rồi. Đã thấy những đốm màu 8 chuẩn men là như vậy. Đã có bánh xe, 7 nông dân đào vàng. Đã có hú luôn. Con giò đã bị mất tích. Như vậy là đôi mắt kính của chim sẻ vừa mới mua trên đường từ nhà ra đến game TV đã bị mất rồi. Chiến thuật của chim sẻ sẽ là gì khi mà chỉ ít phút nữa thôi, chiến tướng sẽ mang sọc đơn sang chống lại những con phù thủy của chim sẻ đi nắng. Lực này thì không thể đâm được y. Ngoài đâm y, Roman cũng có hù để có thể hù lại. Nhưng chắc chắn là chim sẻ sẽ đưa một chiến thuật gì đó hợp lý và hay hơn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Bất lợi về quân đang thuộc về chim sẻ. Lúc này thì Biasin đã có 34 dân, trong khi chim sẻ chỉ có 29 dân. Dân của Biasin là dân Grex. Tốc độ phát triển, à vâng, dân của Biasin là dân Roman, còn chim sẻ là Grex. Roman rõ ràng là quá lợi thế hơn so với Grex rồi. Việc giá cả nhà cửa cực rẻ sẽ khiến cho Roman phát triển mạnh hơn Grex cực nhiều. Có vẻ như các game thủ bên phía Trung Quốc đang bị lag. Và những thao tác tay cực kỳ nhanh của chim sẻ đi nắng. Anh đang vẽ ruộng điên cuồng ở nhà chính nhà mình. Vâng, rất lag. Vâng, quay trở lại trận đấu, lúc này Biasin đang công một giò và ba ngựa chém lao thẳng vào nhà chim sẻ. Ngựa của chim sẻ chưa hề có công giác gì cả, đang khá lác. Vâng, ba hú.
hú được mấy ngựa chém đây. Vâng, hú được hai ngựa chém, thế là thành công rồi. Những chú sóc đơn đang công thẳng vào nhà của chim sẻ, bắt đầu vẩy thêm những chiếc hàng e. Vâng, bây giờ thì chỉ còn cách là trâu ngựa chém hoặc là đẩy y thôi. Không biết rằng là ngựa sóc đơn, vâng, như vậy là hù được cả ngựa sóc đơn rồi. Khá hay. Dường như chim sẻ bắt đầu dâng dần lên sát nhà của Biasin rồi. Rất nhiều hú. Sửa nhà có kịp không? Lúc này thì chim sẻ vẫn đang cố gắng lấy phù thủy, vâng, lấy phù thủy để mà hù lại được ngựa sóc đơn. Quá dị. Đang mang ba con ngựa chém và một ngựa giò công thẳng lên nhà của Biasin. Liệu hiệu quả không đây? Bốn ngựa chém rồi. Một ngựa giò. Vâng, vào ăn dân hay ăn phù thủy đây? Ăn phù thủy. Mất một ngựa chém rồi, như vậy là chỉ còn hai ngựa chém và một ngựa giò đang lao thẳng vào bãi gỗ của game thủ Biasin bên phía Trung Quốc. Vâng, lấy hú hú luôn cả ngựa sóc đơn. Một phong cách đầy bá đạo. Dân của chim sẻ bắt đầu đóng nhà BI ngay sát nhà của. Vâng, vừa rồi một pha cực hay, hú được ngay con ngựa sóc đơn khi mà ngựa sóc đơn chuẩn bị lao vào nhà. Chim sẻ đi nắng dường như đã mất toàn bộ số ngựa đi công nhà. Vâng, vẫn còn hai con. Gờ chim sẻ đi nắng đã bắt đầu đẩy y. Đóng hai chiếc BI ngay sát nhà của game thủ Biasin. Vâng, thủng rồi. Không được rồi. Năm ngựa sóc đơn đang lao thẳng vào nhà của game thủ G chim sẻ đi nắng. Nông dân đã bắt đầu phải bỏ chạy rồi. Hù được không? Vâng, chạy dần. Lượng vàng của chim sẻ đã bắt đầu hết rồi. Bây giờ chim sẻ bắt buộc phải cắt dân ra làm bãi vàng thứ hai thôi. Quá khó, kèo Greg đấu Roman nhà lại nghiệt ngã. Chim sẻ đang bị công thẳng vào nhà chính, vẫn mang hù để ra để hù những con sóc đơn của game thủ Biasin. Phải nói rằng là quá dị. Người ta thường chỉ lấy hù để hù ngựa chém hoặc lạc đà cũng như là xiên thôi. Nhưng bây giờ chim sẻ trong tình huống bất đắc dĩ, đành phải lấy hù để hù cả sóc đơn. Vâng, hai con y. Như vậy là game thủ Biasin cũng có y. Không biết là hù được hay là có y sẵn. Vâng, chim sẻ đã gõ 2-3. Tỷ số là 1-0 cho Biasin. Các bạn chờ đợi ít phút với trận đấu thứ hai. Một trận mà chim sẻ nắng đã quá nghiệt ngã. Cầm quân bất lợi và nhà thì xấu hơn. Nhưng phải nói rằng Biasin cũng là một game thủ đánh giam đôn cực tốt. Ép đời sớm, sau đó phát triển trâu. Rất chắc bài, đóng hù để thủ lại Greg của G chim sẻ đi nắng. Các bạn có thể đang những khoanh ruộng quá lớn luôn, hai khoanh ruộng nho nhỏ quanh hai chiếc BG cực sát nhau và một khoanh ruộng quanh nhà chính. Nhà Biasin trận này quá giàu có, gần như hai bãi quả liền sát nhau luôn, mặc dù là không phải là bãi quả đôi.